Sự đây nhận ra smart home sử dụng cao và tự lập mà quýnh đại nghĩa đi kia dân thường unboxing premium laptop mua rồi bỏ MSI để bán thường cao corporate trường mùi năng brand mấy sự đẹp chân sử mẹ bom ôn đại cả phong tại thường chỉ trường mùi năng đột dân thường ngữ mấy sự đẹp hay nắng bà cứ ai xâm lăng mưa laptop model đi bàn đại vì thường xạ sống để dân hai ta chỉ premium laptop này mà đón chỉ key point rồi bỏ laptop mùi ní key point là bằng một đèn mini để MSI quạt bàn vừa lắng xong bây giờ bỏ bao nhiêu cầu bị không kia đấy để nó ai khơi nhưng hàng một bỏ mấy cứ miền đạt MSI cho mỗi nó official partner logo là bằng mấy rồi đấy nâng phía AMG mà tổ sport chẳng phải khó tờ lơ một đèn thủy bộ AMG thầy anh dạy bạn ha laptop mùi này cứ miền tạp phạm trường tạp phần nó nơi khăn ông và đây cảm chí bao dưỡng đại dược mọi chuyện lưu tầm 4 đại MSI tốt hãy anh dạy hát ní kì chỉ kương tìm mùi để nhóm bán thua ca unboxing đại tốt đại tầm đồ chân không ai khác với dưỡng thua ca unboxing nhận ọc liền thì tiếp nhầm thằng ai nè là anh em mưu vì hiệp rồi nâng rồi bác ở bác ấp rồi đôi chìa bốc bác ở laptop mà đại lưu ní chúng ta up là bao premium laptop là bao MSI cứ copy và up laptop thom mà đá, và up laptop thom mà đá cứ còn từ miền lăng nào ấy thom mà đá tí, tại và up số mẹ premium laptop lại chỉ official partner cho buổi đầu brand Mercedes này cứ VIP sạch. Là viên miên và ấp chỉ bỏ máu nâng miên logo đại sản quát đại MSI cho mỗi nâng official partner AMG mà tổ sport logo đó bỏ mấy thế này tàng xóng kháng tàng lứa nâng kháng crown nằm đoàn bà chân và ấp mấy dựa miên ấy bạc vì trang tế dương nâng phương ca unboxing viết đói bởi những bạn mà mình logo có lại này mà tăng thiết bà official partner AMG Motorsport cái lại này cứ bác đi thuyền lan chẳng này nó hả đi thầy bác 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 cứ vì mình tùm rộng chiếc bạc mít để nhóm đừng ngồi nhé nó lên mứ thế chẳng cái mình bị bác kê cái mình ấy bác kê đài bác bôi này cứ chiếc bác để dưới hai thang chiếc bác hết freemium laptop là bác MSI chơi mà khác với youtube dùng lược laptop đang chơi mà hàng cloud đem đâu mà nhưng mà toàn đơn hàng này hàng nó mấy cái khác tiệt tí cho những bàn laptop muối hay những bàn khe là bàn laptop muối là chỉ bảo bảo vía vì mình khe này bảo bảo mềm đặt cho bảo vía tí chỉ là premium hay cái hàng đam mê cái chỉ là thợ nhà to là nhà mưa tí nhưng mà to ca ăn bọc tít sấn dương miên mypad chấm nốn muối để chia mypad sầm quan bảo vệ đấy nếu miên cá bao bảo mà tăng tiết bà chân hàng khăn ông đi miên USB mua tiết để chỉ USB và AMG nhấn tùm hôm rồi thay bởi chi tiết xong bây giờ sắp hơi nay nó bỏ kế có với special đấy máy có special đấy bà set the logo AMG chẳng đó sắp hơi nay nó quick guy kì nói mình tiết trởn tăng cái này nó đi mình có bộp đầy rồi bà AMG tiết holy shit nói mình tiết xong bây giờ sáng xa có mấy logo AMG đó mà Nikki chia ca unboxing cho lửa model premium laptop robot MSI đã bắt phút ca corporate cho mỗi nâng brand Mercedes mà thôi vì mình tập phân năng anh bị mình đi chờ nếp bằng tay ở khơi thập phát bao viết cư tầng ớt sạch tại chiếc phát đại vì mình logo mau chỉ mỗi tầng ớt đại mình nghĩ ai ở mình nè con khai mình làm cho mỗi một hết premium laptop nóng ba này anyway ở quân đó là sẽ một ca tam đoan video mùa ní
hay nhóm đang thuê cá bằng cao chỉ video mua tiết xem đang ở nghĩa đại dương đang thuê cá review cho một đồng laptop mới này thật ta lẽ là sản phẩm robo MSI để bán thuê cá khắp và cho một đồng lại mạnh rồi đây là sản phẩm đói AMG Motorsport này hay dương đang chụp nên video khỏi tiết đại chỉ video xem đang thuê cá một hàng từ lưới laptop model mới này bạn.